thu hồi nợ là một khâu hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và thành công của các chủ shop. Trong video lần này thì Sapo sẽ giúp bạn có thể tìm hiểu rõ hơn những bí kíp giúp việc thu hồi nợ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nhé. 1. Không đòi nợ vào mùng 1. Trong nếp nghĩ của nhiều người, bị người khác đòi nợ vào đầu tháng khiến họ rông cả tháng và rất bực vào thân. Alo. Alo, chị Linh hả? Vâng, chị ơi, hình như là chị còn hai cái áo hiện chưa thanh toán cho em ấy. Này, chị bảo cho em biết nhá. Em biết ngày mùng 1 không? Làm ăn kinh doanh mà như thế à, không để ý khách hàng như thế à. Cho nên để tránh những ảnh hưởng không đáng có đến mối quan hệ giữa người kinh doanh và khách hàng, chủ shop cần lưu ý chọn thời điểm đòi nợ, đơn cử như là tránh ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng. 2. Đòi nợ đa kênh. Từ trước đến giờ, gọi điện vẫn được xem là phương thức đòi nợ phổ biến nhất. Tuy nhiên, cách thức đó không phải lúc nào cũng hữu hiệu vì đôi khi bạn sẽ cảm thấy bất lực vì không nhận được sự hồi âm. Vì vậy, hãy thử tham khảo một số kênh đòi nợ khác như Zalo, mạng xã hội hay từ người thân. Đảm bảo 100% các chủ shop và người bán hàng online sẽ nhanh chóng lấy lại được khoản tiền của mình. 3. Chuẩn bị trước văn mẫu đòi nợ. Khi đòi nợ qua điện thoại, bạn cần chuẩn bị trước cho mình kịch bản để nhắc khéo khách hàng. Với khách hàng thân thiết, các chủ shop nên sử dụng những câu nhẹ nhàng, thân thiện như: chị Hạnh ơi, cái áo hàm mã há mồm 2 tháng trước chị mua ở shop em ấy, chị mặc thế nào rồi? Chúng ta hãy dùng những câu nói gợi nhắc khách hàng về thời gian và hoàn cảnh mua sản phẩm của bạn. Chắc chắn họ sẽ nhớ ra là mình đang có dây dưa một khoản tiền đối với bạn và nhanh chóng thanh toán cho bạn. Hình như là cái áo hôm trước chị chưa trả tiền cho cô đâu, thế hôm sau sang trả cả 2 cái nhá. Vâng, ok chị ạ. Đến hẹn chị tuần sau nhá, thứ 3 nhá. Ừ, ok. Vâng, chào chị, em chào chị ạ. Bên cạnh đó, nếu khách hàng không đả động gì đến khoản nợ thì chúng ta có thể chủ động nhắn tin, gọi điện với những nội dung như sau. Nếu chị không tiện qua bên em, chị có thể chuyển khoản cho em qua số tài khoản này nhé. Để có thể thực hiện chuẩn chỉnh bộ bí kíp trên thì trước hết các chủ shop online cần phải ghi chép lại đầy đủ các thông tin của khách hàng nhà mình như là tên, sản phẩm, khoản nợ và thông tin liên hệ. Điều này thì sẽ giúp ích cho quá trình thu hồi nợ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Thay thế hình thức ghi chép sổ sách truyền thống, Sapo 365 trở thành số ít các ứng dụng trên thị trường sở hữu tính năng quản lý công nợ trong kinh doanh online. Ghi chép công nợ chính xác tuyệt đối. Ứng dụng giúp tự động ghi lại giá trị của các đơn hàng chưa thanh toán thành các khoản nợ của khách hàng trong mục sổ nợ. Cụ thể, bạn có thể chọn đồng bộ danh bạ điện thoại lên ứng dụng, giúp tiết kiệm công sức tạo thông tin khách hàng trên Sapo 365. Quản lý khoản nợ, khoản mua chịu theo từng khách hàng, lưu trữ thông tin khách nợ một cách bảo mật và an toàn. Tự động lưu lại các khoản khách mua chịu theo từng đơn hàng. Người bán có thể gửi tin nhắn nhắc nợ cho người mua qua Zalo, Messenger, SMS. Sapo 365 cung cấp mẫu tin nhắn và mẫu hóa đơn gửi kèm tin nhắn cho người mua cực thuận tiện. Nhắc thanh toán nợ tự động. Sử dụng ứng dụng Sapo 365, khách hàng của bạn sẽ chủ động nắm được thời gian trả nợ thông qua tin nhắn nhắc nợ qua Zalo, Messenger, SMS một cách tinh tế. Tin nhắn nhắc nợ có thể đính kèm chi tiết thông tin các đơn hàng, hóa đơn, sản phẩm và thời gian mua chịu. Nhờ thế, chủ cửa hàng sẽ kiểm soát tốt nguồn vốn, rút ngắn thời gian những khoản nợ trả chậm, tạo thói quen thanh toán đúng hạn mà không hề làm mất lòng khách hàng. Theo dõi lịch sử giao dịch chi tiết. Với giao diện đơn giản trên Sapo 365, bạn có thể nhanh chóng xem báo cáo lịch sử giao dịch thông qua bảng thống kê khoản nợ đã trả, đã nhận theo từng khách hàng và thời gian cụ thể. Tốc độ phát triển của cuộc sống ngày nay đòi hỏi các chủ cửa hàng cần nỗ lực nhiều hơn để thích nghi. Ứng dụng Sapo 365 ra đời để cung cấp giải pháp giúp chuyên nghiệp hóa quá trình kinh doanh online. Đặc biệt, không cần bỏ ra bất kỳ chi phí nào, bạn vẫn có thể sở hữu ứng dụng tích hợp nhiều tính năng nổi bật như thế này. Tải ngay Sapo 365 về điện thoại và cùng trải nghiệm nhé!